Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chơi một game tên là Yoka Survival. Game này siêu khó. Phải tiêu diệt quái mới có tiền nha. Để nâng cấp hơn. Cái này cùi quá, mình bỏ qua luôn. Hơi cùi mà không phải phù hợp với cái lối mình đang chơi. Đây có một cái nâng cấp rồi nè, nếu mà nâng cấp cái giá thành của cái con này nó sẽ bị đẩy lên. Khả năng trúng độc. Hết tiền rồi. Mỗi con này nó có hình dạng biến hình, như con này nó sẽ biến hình này mạnh hơn chút. Nét luôn. Về sau mấy cái skill nó mạnh lắm nha. Về sau từ từ lấy cũng được. Đầu game thì mình không có cần gấp. Cái này khoảng có 4 skill à. WWE gì đó. Khoảng 90 mình nên xài. Nó không để lâu nó cũng mất. Không có gì ngon luôn, cho nét luôn nha. Ngoài này đánh dài.
càng dài thì càng sát thương to. Xét nó không đánh được tới đây, không đánh xa hơn được. Hình lỗ. Con này re là mạnh rồi, mình lấy. Sẽ biến hình nè. Đàm nâng cấp cái đầu cái nào cũng rẻ, tranh thủ mình nâng cho nó rẻ. Cái này bắn đằng sau, cái này rất là cần thiết, tại vì cái địch phía sau mình nó xuất hiện. Nó sẽ xuất hiện ra cái chỗ mà gần áp chót cuối nha. Nhưng bây giờ là mọi thứ là 1600. Cái con không có biến hình dạng thì nó chỉ có 3 cái nâng cấp thôi. Còn con có biến hình như 3 con này là sẽ có 4 cái nâng cấp thôi. Cái này cũng bắn đằng sau nè. Để bắn mấy cái con mà phía sau gây sát thương. Mấy con đã mua và nâng cấp trong đây rồi, đặt cái bàn cờ là không bao giờ trả lại được. Con này hò máu. Thì mới ra nó chỉ hồi có một hàng, nhưng mà mình biến dạng nó lên cấp 2 nó sẽ hồi được 2 nấc phía trên. Đầy mát lên, tranh thủ xài. Chứ mình không xài nó. Đây, bây giờ là bắn thêm 2 nè, hoặc là tách làm 3.
cái skill này tất nhiên là không biết rồi, nhưng mà phải thay đổi đi một cái để biến cái này lên. À, có bọn móc lớp nè. Không, nó móc cái xào khó chịu lắm nha. Cái tặng sức tác thương thằng Đàm. Khi mình sấm sét lên nó cũng bay phía sau mình kịp không? Rồi, biến hình lên nè. Không có cái gì mạnh nên bỏ qua luôn nha. Bầu à. Rèn enemy nè. Để quýnh mấy cái con này. Nhưng mà rèn chứ không tới à. Ủa tới chứ. Ưu tiên vẫn đánh với mấy con quỷ này hả. À, nó sẽ ưu tiên đánh hơn. Bèo 20. Coi đánh nhanh lên chút xíu. Hãy lựa chọn 7. Ở đây là vừa đủ tầm của cái con bắn cung luôn.
Đam 40%. Cho con này lên 3.800. Thằng chí mạng. Pháo cộng 2. Bò tách bị 2. Đầu tư cái con này trước. Đàm Yuritical. Trend. Poison on death. Nâng rèn cho con bên kia. Đó, nó rít tới đây luôn. Ôi, giờ nó còn bút máu nữa. Tăng đàm lên tiếp.
Abyss Bow of Howling Target nè. Thằng cái đằng hòn máu à. Lít lên tách nè. Bắn thêm hai cái phía sau. Lấy cái con này. Rồi, nâng cấp ha. Heo B2 phía sau 150%. Hồi cho con này luôn. Tăng búp nữa. Legendary Epic luôn. Tăng tỷ lệ chí mạng. Cháp nổ 3 lần. Nâng cấp một ít cho cái này đàm. Khả năng bắn xuyên. Con này mạnh nhất nè. Yeah.
làm tiếp. Này thay cho cái này epic nha. Đam bếp thôi heo lên tới ghét. Hai cái này nâng cấp thì dở quá nha. Cái là tăng bam cao đao, là mua thẻ nè. Cái là giá giảm 25%. Cái này đến tiền mua nâng cấp cái con gấp bự ra rồi. Cái này có đập đi đập lại hoài. Khả năng đánh làm chậm mà. Thấy đỡ vậy. Nâng 3 cân 8 cái con này vẫn là ngon nhất. Phát nổ à. Rồi đủ tiền nè. Index bell cho 75 tăng đam lên 7-50%. Ghê vậy. Lâu hơn nhưng mà đam khủng mà. Rồi hơi bị lâu luôn á. Liter 33 nè.
đam lên chút. Mát hết rồi. Spell attack máu lấy. Cái mệt là cái bọn bánh xe nó vô nữa. Máu 250% khả năng trúng độc. Thay cho cái này nha. Ai biết. Ok cái này mới nè. Hammer mình có rồi. Cháp nổ 3 lần, cái này có được tính không? Được nha, tính cháp nổ 3 lần. Không đủ 7.000. Đủ hả? Critical đồ đánh ấy. Hòa máu. Tiêu rồi.
bù lại. Còn một cái nâng cấp 7000 nữa mình chưa mua nổi. Thôi 7000 đủ nè. Mở lên luôn nè. Ôi. Thằng đóng bằng nè. Chắc lấy cái này cho cái đam quá. Lấy vô con này nha, tăng đam. Đây biết không? Vay à tắt. Ê. Nãy không bực vô sợ anh ti luôn, dở quá. Cục này không có xài được, phải cố cuốn sắt biến cái con lên cấp 3 mới xài được. Đó nè. Bơm unit lên 3 nhưng mà giờ mình mua không có kịp chứ. Bơm unit lên 3 nhưng mua không kịp. Còn vài sợ chém mình luôn cái gươi.
nâng cấp 7000 hết rồi. Trăm khả năng, 100% bắn xuyên. Đổi cũng không được ha. Dù sao cũng mát rồi. Rồi bị bắn lén thục phía sau chết luôn. Ôi mạnh dữ vậy. Trời sao 79 mới ghê. Gì vậy? Vừa ám sát nữa. Lấy steel. Vừa ám sát chết cũng ghê. Này có hút máu, đánh hút máu. Thôi nó vừa cuối này có đánh hút máu rồi. Cào đào, làm cào đào. Hết quay rồi nè. Chùm á. Trời đất. Gì vậy? À mình nghĩ là chắc chưa có cơ chế đánh chùm. Chủ yếu là sống ba mươi mấy phút tới đây là hết game rồi. Cái này chưa cơ chế đánh chùm nè. Thôi gõ cái lên đây hết nè. Chứ không có nào thì một hit là đai được. Thì giờ đây do bản demo nó nổi giới hạn à. Như game này mình chơi tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha.